Tôi không dám phiền hiền hầu đến những nơi hiểm địa ấy. Nếu tôi không thắng, được, sẽ cần phải công cái quân đi. Lúc ấy chúa nước Linh Chi tên Mật Lư nhiễu nước Yên đã 2 tháng rồi, cướp bóc của cải, bắt nàng bà con gái không biết bao nhiêu mà kể. Nay nghe tin binh tè đến cố bàn lật đật rút lui về nước. Y Trân Công khai thành liên tiếp và tạ ơn Khố Nhọc đã đem binh cứu đến cứu. Quan trọng nói: Sơn quân Sơn Dung chưa thua mà kéo về, nếu quân ta trở về ắt chúng lại đến phá rối nữa. Bây giờ phải thừa thế thắng đến nội địa, thắng đến nội địa mà đánh mới dứt hậu hoạn được. Tề Hoàn Công khen phải, kiền tiến binh. Dân Giang Công hơ, tôi xin đem binh đi tiên phong mà giúp Minh Công. Tề Hoàn Công nói, nước Yên giờ bị quân giặc tàn phá, ta nỡ nào để Hiền Hầu đi tiên phong. Xin Hiền Hầu cứ đem binh đi sau làm tiếp ứng là chợ quay cũng. Cách đây 80 dặm. Có một nước gọi là nước Vô Chung cũng là giống người Sơn Dung. Nhưng không thuộc nước Linh Chi. Minh Công nên sai người đi dụ để mượn chúng đưa đường thì mới tin. Tài Hoàng đi độ 3 ngày đến một nơi rừng núi hiểm trở, hai bên đá dựng chập chờn. Tề Hoàn Công hỏi Yên Trân Công: Chiếc lộ của Sơn Nhung ra vào cho đống cây lập đồn, khiến Bảo Thúc Nha ở lại đó trấn thủ coi việc dẫn lương. Cách hai ngày sau, đại binh tiến bước. Chúa nước Linh Chi hay được tin binh tề đánh đánh liền sai mời đại tướng Tốc Mãi đến thương nghị. Tốc Mãi nói: Quân tề từ xa đến đây, binh lao mã liệt, ta phải đánh gấp chứ nên trì hoãn. Mật Ly y lời. Nam quân ngoan phục trong rừng, rồi sai Tốc Mã dẫn 1.000 binh đợi nghênh chiến. Hầu như ban vừa kéo binh vừa gặp Tốc Mã đã dàn quân sẵn. Hai bên đánh nhau một trận, Tốc Mã giả thua kéo binh chạy, Hầu Như Ban đuổi theo. Giờ đến giữa rừng, binh phục của Mật Lư nổi dậy ó lên một tiếng, áp đến chém giết. Quân của Hầu Như Ban bị chết rất nhiều, bỏ chạy trở lại. Mai thay, đại binh của Tề Hoàn Công về kịp đánh đuổi Mật Lư, giải cứu cho Hầu Như Ban khỏi tay giặc đem về chạy.
Nói xong bọn con ngựa tốt tặng cho Hồ Duy Quan. Hồ Duy Quan cảm tạ lui ra. Tề Hoàng Công tiến quân đến núi Phục Long, truyền quân đóng trại ở đỉnh núi. Là khiến Dương Tử thành phủ. Và Tân Tu Vô đóng trại dưới núi. Đem những binh xa kết liền với nhau là một bức tường thành giả. Canh giữ rất nghiêm ngặt. Sáng hôm sau Mật Lư cũng với Tốc Mãi đem hơn một vạn quân đến khiêu chiến. Nhưng vì bị bức thành binh xa ngăn đón không làm sao tiến quân được. Phải đánh cầm chừng. Quan Trọng trèo lên ngọn núi cao xem thấy quân sĩ sơn nhung lấp nằm lăn xuống đất lấp ôm nhau nô đùa. Bỏ cái xe ngựa vũ khí bàn vỗ vai Hồ Duy Quan nói. Lúc này là lúc tướng quân có thể đem quân ra đánh trả thù rồi đó. Hồ Duy Quan trợn mắt nhìn số quân Sơn Nhung đang nằm dưới bãi rồi hậm hực kéo quân ra đi. Thấp bằng nói. Tôi hay giặc Sơn Nhung dùng kế để dụ ta chăng? Thật vậy, quân Sơn Nhung thấy quân Tề không đánh cho nên hai đội quân phục nơi mé rừng. Khiến một số quân sĩ giả cách chạy biến mà dụ địch. Nói xong khiến thành phủ đem một toán quân đi về phía tả. Tân Tu Vô dẫn một toán quân đi về phía hữu để chặn quân mai phục. Hồ Nhi Quan vừa kéo quân xuống khỏi núi, quân giặc ào ào bỏ chạy. Hồ Nhi Quan giục đuổi theo. Nhưng ngay trên núi có tiếng kẻn thu quân nên Hồ Duy Quan quay ngựa trở lại. Mật quân thấy Hồ Duy Quan không đuổi theo, lòng tức tối ra hiệu cho hai toán quân trong rừng ùa ra truy kích. Giờ lúc ấy hai đại quân của thành phủ và Tân Tu Vô cũng vừa kéo đến đổ ra đánh. Hai bên sắp chiến một hồi. Hai đạo binh Sơn Nhung dở loạn bỏ chạy bị chết không biết bao nhiêu mà kể. Mật Lư thu góp tàn quân. Thấy hao hơn nữa, lòng buồn bã nói với tướng Tốc Mãi. Xưa nay chưa hề có nước nào đem binh đánh nước ta mà thắng trận như vậy. Nay có người, có kế chi chăng? Tốc Mãi nói. Quân Tề đóng trên đỉnh núi Phúc Long, sơn xung quanh có núi suối nước, chỉ có con sông Nhụ Thủy mà thôi. Nay ta đắp ngăn nguồn sông làm cho nước không chảy tới, ắt bên Tề phải chết khác. Mật Lư nói, cái thì hay, sông phải kéo thời dài thời gian. Hiện nay quân ta hao hụt quá nhiều, nếu quân Tề thiếu nước uống liều chết mà tiến binh thì lấy gì cự địch. Tốc Mãi nói, một mặt phải sai sứ qua nước Cô Chúc viện binh thêm. Mật Lư đặt ý truyền quân chặt cây đào đất
lấp dòng sông Nhị Thủy, rồi sai người đi qua cầu cứu nước Cô Trúc. Tề Hoàng Công đang ở trên núi Phúc Long bàn bạc với tướng sĩ Mưu Dịch tướng quân, xảy ra nghe quân vào báo. Giặc Sơn Nhung lấp đồng sông Nhụ Thủy, quân sĩ không còn nước uống. Mọi người kinh hãi ngơ ngác nhìn nhau. Tề Hoàng Công hỏi: xung quanh núi này không có một khe nước nào sao? Quân sĩ tâu: chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy một vũng nước nào cả. Quản Trọng nói: xin cho quân sĩ đào giếng lấy nước mà uống. Tề Hoàng Công chàng đào giếng lấy nước. Ê, ai đào được giếng có nước thì sẽ được cộng thưởng. Quân sĩ thi nhau đào khắp nơi nhưng tiếc Tề Hoàng Công rút quân về, thấp bàn nói: xin chúa công hãy chậm rãi, tôi còn có cách này. Nói xong dẫn quân đi tìm Hổ Kiến. Tề Hoàng Công trông thấy hỏi: trong lúc quân sĩ thiếu nước, khanh lại đi tìm Hổ Kiến làm chi? Thấp bàn thưa: Hổ Kiến là một linh vật, nơi nào có nước, ắt nó sẽ làm tổ mà ở. Quân sĩ tìm được một lúc lâu, bắt gặp một tổ kiến nơi hướng mặt trời mọc. Thấp bằng cho đào nơi đó, quả nhiên tìm được một mạch nước rất trong trẻo. Quân sĩ reo hò, không còn sợ chết khác nữa. Tề Hoàng Công khen Thấp bằng là bậc kỳ tài và đặt tên giếng nước ấy là Thánh Tiền. Chúa nước Linh Chi sau khi đắp xong dòng sông Nhị Thủy cho người dời xét, thấy binh tề lâu ngày mà không thiếu nước, lấy làm lạ hỏi tướng Tốc Mãi: đã lâu sao binh tề vẫn chưa thiếu nước? Tốc Mãi nói: tôi có nghe quân tề vừa được đào được suối đặt tên là Thánh Tiền. Nhưng đó chỉ là sống tạm thời gian, thế nào cũng phải kéo binh về. Ta chờ họ rút binh, đem quân truy kích một loạt số vũ khí mà dùng. Chúa tôi đắc ý cả ngày say sưa, không còn lo nghĩ gì nữa. Bỗng một hôm có tin báo, quân tề đem đại binh đến dây thành. Mật Lư và Tốc Mãi kinh hãi bỏ trốn. Quân Sơn Nhung mất chúa. Lớp chạy lớp thì đầu hàng, lớp ôm nhau kêu khóc. Tề Hoàng Công không cho quân sĩ giết hại một người nào, kéo quân vào thành mở ngục thả một số đàn bà con gái ở trong mà trước đây bọn Sơn Nhung nó bắt bên nước Yên. Đoạn chiêu an bá tánh. Quân Sơn Nhung thấy vua Tề nhân đức rủ nhau ra đầu hàng hết.
Theo Hoàng Công hỏi quân sinh không? Chúa bây hiện giờ trốn thế nào? Quân sinh nhân thưa, nước tôi giáp với nước Cô Trúc, hai nước chúng giao hảo với nhau. Trước đây chú công tôi có cho người sang mượn quân, nhưng chưa kịp đi, nay chú công tôi tất trốn qua nước đó. Tề Hoàng Công hỏi. Nước Cô Trúc mạnh hay yếu, đường xa thế nào? Quân sinh nhung thưa, Cô Trúc là một nước lớn, địa thế hiểm trở, cách đây chừng trăm dặm có số tị nhĩ làm giới hạn. Quan trọng nói. Người Sơn Nhung chiếm miền rừng núi, tuyệt vẻ khó lòng, sớm đánh thua tố đầu, rất nên nguy hiểm. Hai viên nước Linh Chi và Cô Trúc đã kết giao, nếu lấy được Linh Chi mà không phá được Cô Trúc thì Linh Chi không thể giữ nổi. Xin chúa công kéo quân đến Cô Trúc một thể. Tề Hoàng Công nhậm lời, chuyện nghỉ binh lại đó 3 ngày rồi kéo sang đánh Cô Trúc. Nói về chúa nước Linh Chi và Mật Lư sau khi bỏ thành chạy trốn sang nước Cô Trúc, đem việc bại binh thực lại. Chúa nước Cô Trúc là đáp ký Kha, nghe nói than rằng ta giờ con các binh đến cứu giúp, chẳng ngờ hiền hầu lại bị trảm tám bại như vậy. Thôi thì cứ ở lại đây, chờ ta chỉnh tu binh mã, dũng sẽ mưu diệt phục quốc chơi. Mật Lư cúi đầu cảm tạ, trong lòng không vui. Sẽ có quân vào báo, quân nước Tề chiếm được Linh Chi, nay lại cử binh sang đánh Cô Trúc nữa. Đáp Lý Kha cười lớn nói, đã lấy được nước Linh Chi còn hậu hiểm đến đây mà chịu chết. Nói rồi truyền quân thu hết các thuyền bè nơi suối Tị Dĩ để ngăn giặc. Đại tướng Hoàng Qua thưa, tôi sợ quân Tề có thể đóng bè qua suối, xin chúa công cho quân sĩ phục nơi mé rừng mà phòng bị trước là hơn. Đáp Lý Kha nói, việc đóng bè để đổ binh qua sông không phải là chốc lát mà xong, ta không cần phải lo sớm. Nói rồi cùng Mật Lư uống rượu say sưa cả ngày không lo gì. Trong lúc đó bên Tề đã kéo đến Tị Nhĩ. Ở đây núi đá lởm chởm, cả cây cỏ rậm rạp chặn kín đường đi. Quan Trọng liền khiến lấy diêm tiêu lưu hoàng rải khắp nơi rồi đốt lửa. Lửa cháy lần lần cây cối hai bên đường thành tro, mở đường cho xe ngựa đi được. Tuy nhiên núi đá lởm chởm, những xe lưng thật đi rất chậm chạp khó khăn, quân sĩ đem lòng chán nản. Quan Trọng thấy thế đặt dài cái bài hát để quân sĩ hát cho vui mà quên cực nhọc. Bài hát như gì? Non cao dò dội, đèo đá chơi vơi. Mây trôi mang mát bên trời. Khó khăn đâu dễ, làm rơi được lòng bánh xe dù lông bàn tay người nở, thân trai là nợ. Há sợ gian trinh,
quyết lòng xả núi lấp sông. Núi dầu cao mấy chẳng bằng quân ta. Quân sĩ vừa hát vừa đẩy xe đi, quên cả mệt nhọc, chẳng mấy chốc xe đã qua khỏi đầu núi hiểm nghèo. Tề Hoàng Công ngoảnh đầu lại nhìn tấm tắc khen thầm, sức mạnh của câu ca lời hát quả thật nhiễm màu. Quan trọng thể xác và tinh thần của con người là hai mối tương quan, thể xác mệt mỏi tinh thần tất yếu đuối, ngược lại tinh thần hưng khởi, thể chất cắt sống mạng. Do đó kích thích tinh thần là điều cần thiết. Tề Hoàng Công nói, Cổng Phủ qua là một kẻ thấu đáo nhân tình. Qua khỏi vài hòn núi nữa, lại đến một cụm núi cao, xe cộ phải dừng lại, không có lối đi trước mặt, hai bên đá dựng như dắt. Chỉ có một con đường nhỏ ở giữa là một người một ngựa. Tề Hoàng Công thực lại cha quá chạng vừa rồi cho Quản Trọng nghe. Quản Trọng đáp, theo tôi đoán đó là thần Du Nhi. Một vị thần núi đến mách bảo với chúa công. Tề Hoàng Công hỏi, tại sao lại vén áo lên để làm gì? Quản Trọng đáp, vén áo là lễ nói phía trong mặt có nước. Mà vén phía tay mặt là ý nói phía tay mặt cứ nước sâu phe bảo đi phía trái. Nay xin đóng quân ở đây do thám thì biết. Tề Hoàng Công khiến quân thám tử đi dò xét, quân về báo. Cái cước có số tỵ nhĩ sâu lắm, chúa công. Đức cô trúc đã thâu đoạt hết thuyền bè, không thể qua đặng. Tề Hoàng Công còn đang suy nghĩ, bỗng có tố quân khác về báo. Thế thì đúng theo lời thần Du Nhi đã mách bảo rồi. Yên Trang Công nói, hôm nay tôi không nghe nói số tỵ nhỉ, có chỗ nào cạn như vậy? Đây chắc là thần Du Nhi muốn độ Minh Công qua sông đó. Tề Hoàng Công hỏi, từ đây đến Cô Trúc còn bao xa? Yên Trang Công đáp, thành quách có nước Cô Trúc mới dựng lên từ là Tiên Đoàn Sơn Mã, Mã Thiên Sơn và sông Tử Sơn. Ba hòn núi chính ấy là ba ngôi mộ. Khoảng ba hòn núi ấy đến vô vệ tức là thành kinh đô rồi. Tề Hoàng Công cảm mừng, kiền quân theo kiền núi đi về hướng trái mà lội qua suối. Nghe quân báo rằng quân Tề đã qua suối rồi, trong lòng hoảng sợ sai tướng Hoàng Hoa đem 5.000 quân ra cự địch. Mật Lư nói, tôi tới đây đã lâu chưa lập được công trạng, xin đi với Tốc Mãi làm tiên phong.
Tướng Hoàng qua cười lớn, thôi thôi, một vị vua mất nước, một bại tướng không còn một tên quân, lại muốn theo tôi làm gì? Nói xong tướng Hoàng qua kéo quân ra đi. Mật Lư nói ý kẽn càng, đáp Lý Kha thấy vậy nói: Hèn hầu kéo binh đi trước mà tiếp ứng cho Hoàng qua, rồi tôi sẽ đem quân đến sau. Mật Tư lệnh kéo quân đến Mã Tiên Sơn, nghĩ đến lời nói của Hoàng Qua, lòng không nguôi giận. Hoàng Qua kéo quân vừa đến mé suối Tị Nhĩ, gặp đại binh của Tề Hoàng Công, cầm đầu là tướng Cao Hắc. Hai bên khai chiến đánh nhau một lúc, Cao Hắc yếu thế gần bỏ chạy, sẽ có Dương Tử thành phủ đem binh tiếp ứng. Hai bên đánh nhau như trăm hiệp, bất phân thắng bại. Vô Tử thành phủ cả giận hét: Sơn Cổ mi tài cán chi mà dám đương sức với ta? Hoàng Qua vẫn là tay thao lực, có sức mạnh hơn người nên không có thế làm nao núng, trợn mắt chỉ vào mặt Dương Tử thành phủ nói: Tao quyết xây nó mồ để dụi xác chúng bay. Hai bên đánh nhau 50 hiệp nữa thì đạo trung quân của Tề Hoàng Công đến tiếp đến. Bên hữu có Công Tử Khai Phương, bên tả có Thụ Điêu áp tới đánh nhau. Tướng Hoàng Qua tuy có sức mạnh, song binh Tề quá đông, ông cự không lại, quải ngựa bỏ chạy. Binh Tề được theo chém giết binh Cô Trúc không biết bao nhiêu mà kể. Tướng Hoàng Qua một mình một ngựa chạy riết đến Đoàn Tử Sơn, trên thấy trên núi quân Tề đã chiếm hết mất rồi. Bèn vòng ngựa chạy vòng ra sau núi tẩu thoát. Chạy một đổ nữa đến chân núi Mã Tiên Sơn. Thấy quân của Mật Lư vừa kéo đến, lòng mừng rỡ cho ngựa tới lần tới. Thấy tướng Hoàng Qua mặt mày hơ hải, Mật Lư mỉm cười hỏi: Tướng quân chưa bao giờ biết thất trận, sau nay lại bỏ cả binh sĩ chạy về đây một mình? Tướng Hoàng Qua thẳng thùng cúi mặt xuống đất không đáp, biết Mật Lư muốn trả thù cử chỉ khinh dễ của mình vừa rồi. Xong cũng bỏ qua, xin một ít lương khô ăn cho đỡ đói rồi sẽ hay. Mật Lư sai lấy gói cơm móc đưa cho Hoàng Qua ăn. Ăn xong Hoàng Qua xin một con ngựa cởi. Mật Lư lựa một con ngựa ốm cao chưa. Tướng Hoàng Qua lòng đầy công tức nhưng chẳng biết nói sao, đành lũ thủ trở về vô đệ thành ra mắt đáp Lý Kha. Đáp Lý Kha nói: Bộ không nghe lời khanh nên mới thất trận. Hoàng Qua nói: Bởi Mật Lư trốn sang nước ta nên binh Tề mới đem quân đến đánh, chỉ bằng chém Mật Lư đập đầu cho Tề hầu thời giảng hòa thì hơn. Đáp Lý Kha nói: Mật Lư cùng khốn về đây với ta, ta nỡ nào lại xử bạc như vậy? Quan Tể tướng Ngọc Cò Lực Cổ nói: Tôi xin dâng một kế có thể phá binh Tề dễ như chơi. Đáp Lý Kha hỏi: Kế gì vậy? Ngọc Lực Cổ nói:
Phía bắc nước ta có một cái bể cát, không có nước non cây cối gì cả. Xưa nay người trong nước chết thường đem thay ra đó bỏ nơi đây, xương chất thành đống. Ban ngày cũng như ban đêm, bóng ma hiện hình kêu khóc rất ghê rợn, đặc biệt là thỉnh thoảng có lồng luồng gió độc thổi đến, ai ngộ phải đều say sẩm mặt mày rồi chết ngay. Nếu gặp quân tề đến đó, tự nhiên phải bỏ mạng. Đáp với Kha nói, quân tề dạy gì mà đến nơi đó? Ngô Lực Cổ nói, chú công hãy tạm đem cung quyến ẩn trú nơi Dương Sơn, rồi sai người nói dối với tề hầu rằng chúa công trốn đi cầu cứu nước khác. Thế nào, tề hầu cũng đem quân đuổi theo. Hoàng Hoa nói, tôi xin đem quân đến giả cách đầu hàng, rồi dụ huynh tề đến đó cho. Lóc Trí Kha nhậm lời. Hoàng Hoa kéo quân ra đi, nghĩ bụng, nếu ta không chém đầu Mật Lư đem nạp thì tề hầu đâu có tin ta. Giá lại đó cũng chỉ là dịp để ta trả thù quân Bộ Nghĩa. Nghĩ rồi, kéo quân đến Mã Tiên Sơn dầu ra mắt Mật Lư. Lúc ấy Mật Lư đang đốc quân chống lại cuộc tấn công của huynh tề, nghe Hoàng Hoa kéo quân đến tiếp ứng thì mừng lắm, dội ra tiếp đó. Hoàng Hoa thừa lúc Mật Lư bất ý rút cơm chém một nhát bay đầu. Tốc Mã xem thấy nỗi giận dục ngựa đến quyết dứt cho được Hoàng Hoa trả thù cho chúa mình. Hai đàn đánh nhau được một lúc, Tốc Mã mồ hôi ướt giáp, Ích Quỳnh Cự không lại bỏ quân sĩ chạy sang hồ Di Bang xin đầu hàng. Hồ Di Bang cho là giả dối khiến quân bắt Tốc Mã đâm chém. Còn Hoàng Hoa xét cầu Mật Lư thẳng đến trại Tề Hoàng Công xin dầu ra mắt Tề Hoàng Công cho vào. Hoàng Hoa quỳ mọp với Cướng Tông, chúa công, tôi đã đem cả gia quyến đến nước Sa Tích mà diện binh. Tôi can mãi mà không được, nên đến đây đầu hàng. Nếu Minh Công không chê tôi hàng yếu, tôi xin đi trước dẫn đường để cho Minh Công vào thành. Tề Hoàng Công thấy đầu Mật Lư nên tin thật, bèn cho Hoàng Hoa làm tiên phong, rồi kéo đốc binh mã vào thành nước Cô Trúc. Khi đến nơi thấy thằng Quách đều bỏ trống, Tề Hoàng Công lại càng tin lời Hoàng Hoa là thật. Hoàng Hoa nói, nay Đáp Lý Hoa dẫn gia quyến đi cầu dinh, sớm tối ắt đông quân về báo thù. Xin Minh Công cho người treo quy cản, bắt Đắp Lý Ba mà giết đi thì mới giữ thành này được. Tề Hoàng Công khen phải liền sai Cao Hắc dẫn 1.000 quân đi theo Hoàng Hoa đi tiền bộ để giao thành cho Yên Trang Công trấn giữ, rồi kéo đại binh theo sau để phòng binh chi viện kéo về. Đi một lúc thì trời gần tối, không còn thấy đạo binh của Cao Hắc và Hoàng Hoa đâu nữa. Trước mặt chỉ thấy một bãi sa mạc rộng thênh thang, bốn bề quang vắng, gió thổi lạnh lùng xa xa văng vẳng những tiếng ma kêu quỷ khóc. Lẫn như tiếng quýt, tiếng gầm của loài hổ mang và thú dại. Quân sĩ người người đã ngốc và cứ tính toán một luồng gió thổi đến một số quân binh ngã gục bất ngất thở.
Quan Trọng thất kinh nói với Tề Hoàng Công: "Tôi được nghe nói xứ này có cái bể cát rất độc, chắc bể cát ấy là đây, xin chớ đến nữa." Tề Hoàng Công kiền thâu quân, nhưng quân sĩ lạc đường không biết hướng nào mà trở lại. Trong lúc trời tối mịt mù rải rác, những đống xương khô ngổn ngang trên bãi, cứ mỗi tên quân lạc ra khỏi đoàn là bị một con ác điểu từ đâu đứng lên mổ vào sọ.